Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất rất đẹp và chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách chọn cây quất bonsai trên chùm chậu đẹp nhất trên ngày Tết quý vị các bạn nhé. Như quý vị các bạn thấy là chúng ta đến thăm một vườn quất hoặc là chúng ta lên chợ mua thì với một rừng quất rất là băn khoăn về việc cách chọn cây quất đẹp thì chúng ta chủ yếu là đi biếu tặng cho thì cũng rất băn khoăn là xem thế nào là một cây quất đẹp để chơi ngày Tết. Nhìn chung là đã là cây quất cảnh thì người làm ra cây quất cũng đã chăm sóc và tạo tay tán dáng thế rất đẹp rồi, và mỗi một cây có một vẻ đẹp riêng. Nhưng chúng ta chọn quất để tặng cho biếu để hài lòng nhất đối với người được nhận quà thì cũng là rất là khó. Chú quý vị các bạn thấy đây, đây là một cây quất điển hình rất là đẹp. Đấy, thứ nhất là nó rất nhiều lớp quả khác nhau. Có quả chín, quả xanh và có cả lớp lụ hoa. Đây quý vị ăn thấy đây. Để chúng ta mà đi mua cái quất mà có đủ các cái loại quả như này thì giá là cây quất rất là đẹp. Và điều đặc biệt là chúng ta mua cây quất chơi Tết được trồng trên chum chậu này thì chơi được rất là bền. Với lớp quả này thì có thể chơi được đến tận tháng 4, tháng 5 sang năm. Bởi các lớp quả này thì tháng 3, tháng 4 nó sẽ lác đác rụng. Nhưng bên cạnh đấy thì lại có những cái quả đang phát mã như này, lại chín lên và tiếp tục có các loại quả này. Thì nhiều bạn cứ nghĩ là tại sao dùng cái loại thuốc gì mà chơi đến tận 4 tháng 5 mà chưa bị rụng quả. Nhưng thực tế là nó đã rụng đi thôi. Và các cái lớp quả kế cận nó chín đi. Nhưng nhìn chung là có các cái lớp quả khác nhau như này. Thì là quan điểm của các cụ ngày xưa là nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận trong một gia đình. Cho nên nếu mà chúng ta đi biếu mà chọn được cây quất có đủ các loại quả, loại hoa và lộc thì ai cũng đánh giá là người biết chọn cây quất. Còn về cái tạo tay tán này thì các bạn yên tâm là các nghệ nhân tạo ra cây quất này cũng đã có nghiên cứu về phong thủy và để tạo ra các cái tay tán khác nhau và phù hợp nhất với đại bộ phận người chơi. Bên cạnh cái yếu tố chọn quả thì cái lá xanh dày và xanh mướt thế này thì cũng được đánh giá là một cây quất rất là đẹp. Đấy, quý vị các bạn thấy có sức sống thì mới đẩy được lộc như này. Và lá rất là xanh dày. Đấy, nếu cây mà nhiều quả mà lá bị vàng hoặc là lá thiếu sức sống thì cây cũng không chơi được bền. Đây quý vị các bạn thấy rất nhiều lớp quả khác nhau đây. Và với loại cây quất này, mắt sưng to như này rồi. Đây là trong tháng cuối tháng 11 âm lịch thì có thể là đầu tháng 12 thì nó sẽ tiếp tục đẩy lộc. Đây quý vị các bạn thấy. Và cây quất này thì thường là đã nuôi quả sai này rồi thì đẩy lộc thì đi kèm với cả lụ hoa và lộc lon. Còn một yếu tố nữa tác động đến cái việc chọn cây quất chơi vào ngày Tết là cái không gian chúng ta trưng bày là không gian rộng hoặc là không gian nhỏ. Nếu không gian nhỏ vừa phải thì chúng ta nên chọn những cây quất vừa phải thôi thì để làm điểm nhấn. Còn nếu mà chúng ta mà bày ở ngoài sân, chúng ta chọn những cây quất có dáng thế to đẹp thì càng tốt, thì tạo cái điểm nhấn. Đây là kinh nghiệm mà chọn cây quất chơi ngày Tết của người trồng quất của mình, muốn chia sẻ đến quý vị các bạn. Kính chúc quý vị các bạn chọn được một cây quất ưng ý chơi ngày Tết cho riêng mình. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.